Hidaka Gennai, một nhà phát minh, nhà nghệ thuật nổi tiếng của Nhật Bản vào thế kỷ 18. Như các bạn có thể thấy trên sân khấu, hàng nhảy nam mặc trang phục màu xanh lá cây sậm. Đây là màu sắc đặc trưng nhất của những bình rượu sake làm bằng gốm, được sáng tạo bởi chính ngài Gennai. Bên cạnh đó, hàng nhảy nữ với hakama đỏ là tượng trưng cho rượu vang, vì thành phố Sanuki chính là nơi có nhà máy rượu vang đầu tiên trên đảo Shikoku. Hanasaki xin được mời các bạn cùng say sưa với rượu sake, với rượu vang và với điệu nhảy Boogie Woogie được gồng ghép trong bài diễn hiện nay của đội Sanuki Maibito. Để truyền tải được hết sự hào sảng và phóng khoáng của con người vùng đất Sanuki, chúng mình rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả các bạn. それでは参ります。讃岐米人、県内。